Nhói lòng hoàn cảnh của cụ bà trong video của Nờ Ô Nô, nếu biết sớm thì tôi đã không cho quay. Vụ việc ồn ào hế lô bà già nghèo cô đơn đã dần vơi đi, chủ nhân của video đã gặp phải rất nhiều sự chỉ trích của tất cả mọi người. Thế nhưng nhân vật chính trong video lại đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, cuộc sống của bà bị đảo lộn theo hướng hoàn toàn tiêu cực. Cụ bà trong clip tên là NTT, 63 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, vốn là người cao huyết áp nên ban ngày bà ít khi ra ngoài vì sợ ngất xỉu do nắng nóng. Tối đến bà sẽ đi nhặt chai nhựa bán ve chai để kiếm tiền, sau đó ngồi tạm ở trạm xe buýt gần chợ Bà Triều để nhận sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Bà chia sẻ sau vụ việc phản cảm đó, bà cảm thấy vô cùng xấu hổ lẫn sợ hãi. Nếu biết trước, bà sẽ không cho quay. Mấy ngày sau, Nờ Ô Nô có quay trở lại khóc lóc kể về việc bị chửi và phạt tiền. Bà cũng cảm thấy sợ bị mời lên phường nên mấy hôm nay không dám ra đường xin đồ từ thiện nữa. Vợ chồng bà sống cùng hai đứa cháu nhỏ trong một căn phòng chật hẹp. May mắn được các mạnh thường quân hỗ trợ thêm bìm sữa nên cũng với bớt khó khăn. Mong ước của ông bà là hai cháu được đến trường như những đứa trẻ khác. Thế nhưng tuổi cao sức yếu, ông bà không thể biết được ước mơ đó có thể trở thành hiện thực hay không. Dù nổi tiếng trên mạng xã hội, thế nhưng những ngày qua, bà Tờ chỉ bận tiếp TikToker rồi YouTuber, còn bóng dáng mạnh thường quân lại vơi dần. Chỉ mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với gia đình bà để ông bà và hai cháu có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cũng mong rằng những ai đang có ý định từ thiện nhưng không phải vì cái tâm thì xin hãy dừng lại, hãy nhìn vào cụ bà để biết rằng cuộc sống ngoài kia thật sự rất khó khăn cho những người nhỏ bé và yếu thế như bà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị trong vòng 24 giờ qua.